nay là ngày thứ bảy nha, thì quầy tại quầy cả viên team của Bội Nhi hôm nay thì em nghĩ chắc là sụm nụ đó mọi người. Dạ sụm nụ đó, vui vẻ đi các viên chi đi anh chị ơi, các viên chi chị. Cái em chiên nè, ế quá trời ế nè, trời ơi quý vị ơi, ế quá quý vị ơi. Dạ hôm nay em móc like đẹp quá Nhi. Ta móc like bữa giờ cả tháng rồi. Ông đi quay ở đâu rồi vậy, đúng không anh Tâm? Trời ơi, đi ông đi đâu ông bỏ người ta rồi, giờ ông lại hỏi tóc người ta chuẩn bị tháo ra, tôi nhậm qua màu khác rồi đó. Đó, mọi người ơi, mọi người thương Nhi thì nhớ ghé qua đầm sen quen, các viên chiên ủng hộ cho Nhi nha quý vị nha. Và đặc biệt là nhớ nhấn like và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube. Song song đó thì nếu ai có nhu cầu liên hệ Diễn, bút xô thì mọi người gọi vô số 0903053519 giùm em cặp Quân Kha. Hiện tại bây giờ là những ngày không có xô thì em sẽ lên Hương Nam em hát phục vụ tại đầm sen que, cho nên quý vị cứ đến đây là sẽ gặp được em. Còn hôm nào không thấy em thì chắc là em đi sự kiện nha quý vị. Đó, cá viên chiên rất 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 là ngon nha quý vị nha. Mình dạo này em bán ít lắm không bán nhiều. Anh cái chiên ăn đi anh ơi. Trời ơi, sau này nóng rồi, ướt áo dài chưa? Đó, mình bước qua đời nhau không mà buồn quá trời đó. Hiện tại thì quầy cá viên chiên của Nhi á, thì nói chung nó không có đông, tại vì em không có ngoài đây thường. Nếu em đứng ngoài đây thường thì khách sẽ đến đông hơn. Còn em vắng, em ít ra đây á, thì khách hơi vắng, cho nên là thôi bây giờ em sẽ cố gắng ở đây nhiều để cho mọi người đến đây để được gặp em nha quý vị nha. Em đi đâu mà không ra thường? Em đi lấy chồng về nơi xứ xa. Em thấy chồng su su ra kìa, su su đó. Thì hiện tại bây giờ đây là giờ giải lao một ngày thứ bảy, hôm nay sẽ có nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ hải ngoại Ngọc Quyền nha quý vị. Đó, rất là đặc biệt, hôm nay em sẽ được gặp nghệ sĩ Ngọc Quyền. Anh cái anh chiên anh cái chiên ơi anh cái chiên anh chị ăn đi nè, ai ăn đi trời ơi. Ai mà ăn 150 là sẽ được tặng cái nước ngọt đó, lựa lộn xộn, và đặc biệt một cây giờ đồng giá có 10.000 thôi, rất là rẻ quý vị nha. Cho nên thì không ăn cá viên chiên thì quý vị sẽ rất là buồn, mà mình ra đây mình ngồi cho lô tô thì phải ăn cá viên chiên của Bộ Nhi nhỉ, đúng không quý vị, đúng không, đúng không? Nóng quá à. Dạo này nghe nói anh Hưng giàu rồi phải không? Có đâu em giàu rồi, dạo này trời ơi ta khá giả rồi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Vậy mấy bữa nay ngày nào anh cũng mua nó hộ em chồng ai anh sao đó, mua đi. Dạ thôi em kêu ổng mua đi. Ủa trời ơi, thấy chưa, ủng hộ cái chi em 100.000 đi anh chị, cái chi chị, cái chi đi anh chị ơi. Cái chiên, cái anh chiên nè, nói chứ hôm bữa là em tính là nghỉ ở đây do ngoại gì nghỉ, là gì bán không có được nhiều rồi, và nói chung thì phải tốn thêm chi phí nữa, cho nên thì em tính là em nghỉ. Nhưng mà rồi thì già ngoại với gì mới nói là giờ nghỉ ở nhà, mấy bà buồn, mấy bà không có công chuyện làm, mấy bà thôi giờ giao cho hai bà đi, thì em mới để cho hai người làm, mặc dù bán vắng lắm bởi vì lâu lâu em cũng phải ra. Em ví dụ có ai mão được hay là đem đi bán được thiện thì em ram cứu bồ bữa nào hay bữa đó, chứ thật sự bán không có được nhiêu luôn. Không có để tôi cười quá vậy, thấy tôi đứng, thấy đứng ở đó thì tôi nhìn tôi cười, trời ơi là trời. Lựa cái gì chị lựa nè. Lựa cái này. Nghe nè. Đang kẹt tiền. Bà ngoại đi, bà ngoại có vào ngoại bình thường con người giả không à. Giả ra đây 10.000. Mua lại 10.000. Thôi đau lạnh chị ơi. Trời ơi không có chửi người ta không. Chơi bạn không có được chửi bạn nghe không. Anh cái anh chiên anh. Nó mất dạy lắm chị. Ờ quýnh nó luôn, ừ quýnh nó đó, trời ơi nó ừ quá trời. Lựa chưa, lựa chưa,
em mua cho tụi nó ăn. Cho đây lựa cái chiên đi anh chị ơi, cái viên chiên ngon lắm, cái viên chiên nước mắm, cái viên chiên sốt thái ngon lắm, quẹo lựa quẹo lựa. À anh ơi, anh ơi, vô lựa đi anh chị ơi. Nhanh. Dạ, chụp với anh trai một tấm hình. À, ê, mua đi, ăn gì mua đi. À, ăn gì lỗ khổ, em không có cái rổ luôn. Anh vô đây cho có rổ, lấy cái rổ đây kẹp cho khách giùm luôn. Mày làm gì ăn? Dạ, chiên nước mắm nó thái ngon lắm, anh có rau muống ăn chung ngon lắm. Cá viên chiên, cá viên chiên. 60 chiên nước mắm lựa giùm luôn nè. Anh mua cái gì anh? Căn mua bóc đại cái gì. Trời ơi, thấy cái rổ đây nè, lấy qua cái rổ. 60 chiên nước mắm cái áo đỏ. Đó, khách hiện tại rất là đông nha mọi người. Cách bay bọn Nhi mọi người ơi. Rồi, chiên nước mắm 60 nè. Làm gì không? Làm không? Ăn chay được không? Thấy ăn chay được không vậy? Thôi vậy, nếu có thể chay thì có thay. Thôi vậy, không chay thì cũng mắm. Chay thì cũng mắm gì hả? Có một cái gỗ hay không? Rồi 50 nè, của bé này nè, chiên mắm có thay. Đủ quá. Hả? Gì cũng được, chiên mắm đi nè. 50 của bé này đưa tiền rồi. Tàu hủ phô mai đó hả? Ai cái tàu hủ phô mai nữa hết rồi mày. Rồi, cái này 10.000 cây không mà mập. Rồi, 105. Rồi, 101 đi thêm cây tàu hủ. Một cái gấp đi chị. Chiên nước mắm hay tao thái? Chiên nước mắm hả chú? Chiên nước mắm. Ủa chị, này nãy hình như mấy cái? 10.000 4 cái. Rồi, của anh nè, 101 thôi, trả tiền rồi luôn rồi nè. Nước gì ngon hả? Nước gì ngon thôi, giới thiệu khách nè. Hình như nó bán gì? Cho mượn em cái gỗ, chuyền cái gỗ qua mập ơi. Đi thật xong để mua bàn hả? Dạ rồi. Rồi của chị. Rồi chị đi gấp luôn. Cái này của chị ha. Chị chiên nước mắm hay là nước mắm không? Rồi của chị này là chiên nước mắm nè. 3 viên nữa. Lấy em 3 cái thì còn đủ. Nghe cái gì mượn. Lấy cái rổ lại đây coi đi. Chụp má chút coi đường. Để ba chiên xong đi. Nè, 150 cái rổ này nè. Rồi, chiên nước mắm luôn. Mày mỗi cây nhiêu hả chị? À, một cây 10.000. Chị muốn ngay đợi lấy nha. Đứng đây luôn đi nhanh lắm. Không đi, đủ thôi bà, để ba làm cho chị tự đi, hồi sống. Ủa, chết mẹ, tôi đếm cái gì vậy? Chết rồi, tôi rối rồi nè. Lâu quá không bán á. Cái này 2 chục. Hai chục. Nè chị đếm lấy cái gì? 30 nè. 30 nè. 5 nè. 6 7 nè. 8 9 10 11 12 13.
Đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa quầy này là của chị hả? Đúng rồi. Chị nói là chị ruột hả? À gì? Nè, 150 của chị đây nè. Dạ rồi, anh lựa luôn. Lát cho em đi chị. Rồi, lát đưa cho cái anh này giùm em nha. Dạ rồi, nè nè, có rổ đỏ là đưa cho cái anh nón đen giùm nè. Đưa tiền rồi đó, nãy 150 đó. 4, 5, 6, 70. Chuyên nước mắm này đó Thái chị. Thái 70 nè, Thái 30 của chị áo đen. Đậu hũ phô mai hết rồi anh ơi. Còn có em phô mai thôi. Phô mai chiên dầu. Trời ơi, ông nói ăn em ngắn silicon lắm. Em là da là thịt, silicon là gì anh? Silicon là quá chất, quá học, anh không có nên nói vậy nha. Cướp, cướp, cướp rồi. Bữa giờ em bệnh. Trời ơi, ông xả bà chất nè. Ủa rồi. Bả sao rồi, bả sao rồi. Bả sao rồi, ai biết đâu. Bả khỏe không? Rồi, rồi, không biết. Cho tôi qua đây quay bà cho bác. Qua bán hả? Ừ. Bán được không? Bán hết rồi. Bán hết hả? Ừ. Bán ở trong đầm sen này luôn hả? Ừ. Rồi vậy thôi chúc mừng anh. Ừ. Đừng qua tới đây nữa trời. Anh ở đâu em đó. Vậy hả?